Arsenal và Manchester City bắt đầu chiến dịch năm 2023 đến năm 2024 bằng trận tranh siêu cúp Anh tại sân vận động Wembley. Dù đã có nhiều tiến bộ vượt bậc ở mùa giải trước và bổ sung một loạt tân binh chất lượng trong hè này, tuy nhiên pháo thủ vẫn rất khó vượt qua cái dớp đen đủi khi chạm mặt Manchester City như những lần so tài gần đây. Pháo thủ đã dẫn đầu Premier League mùa trước trong 248 ngày, tuy nhiên phong độ sa sút ở giai đoạn quyết định khiến họ chỉ cán đích thứ hai và thua chính Manchester City với 5 điểm ít hơn. Tuy nhiên đó vẫn là mùa giải đáng nhớ, đánh dấu bước chuyển mình vượt bậc dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Arsenal đủ điều kiện tham dự trận tranh siêu cúp Anh với tư cách là á quân của Premier League năm 2022-23, sau khi Manchester City giành được cả chức vô địch và danh hiệu FA Cup. Pháo thủ sẽ hy vọng chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kể từ năm 2021 khi họ giành siêu cúp Anh. Trong quá khứ, Arsenal đã giành được Community Shield 16 lần, nhiều thứ hai sau Manchester United. Pháo thủ có được sự tự tin nhất định sau khi đánh bại Monaco 5-4 trên chấm luân lưu để vô địch Emirates Cup 2023. Trước đó, Arsenal đã tới Mỹ tập huấn tiền mùa giải. Họ đã đánh bại MLS All-Star 5-0 nhưng để thua đối thủ Man United 0-2. Arsenal sau đó lội ngược dòng để đánh bại Barcelona 5-3 trong trận đấu cuối cùng của họ ở Mỹ. Arsenal giành chiến thắng trong cả 4 trận tranh siêu cúp Anh gần nhất. Bên cạnh đó, Arsenal đã có một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng để mang về những tân binh chất lượng như Kai Havertz, Darian Timber cùng Declan Rice. Tuy nhiên, ở cuộc so tài này, họ sẽ không có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Zinchenko, Eddie Nketiah, Mohamed Elneny, Ryan Nelson và Lokonga. Pháo thủ đã toàn thua cả 8 lần gần đây chạm mặt Manchester City và sẽ có trận đấu hết sức khó nhằn. Manchester City đã kết thúc mùa giải trước với phong độ phi thường, vượt qua Arsenal để giành ngôi đầu Premier League, đồng thời giành chức vô địch FA Cup và Champions League sau khi đánh bại Manchester United và Inter Milan. Thầy trò Pep Guardiola đã trình diễn một phong độ không thể ngăn cản trong giai đoạn sau của năm 2022-23. Manchester City bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải với chiến thắng 5-3 khi chạm mặt Yokohama Marinos, trước khi đánh bại gã khổng lồ Bayern Munich 2-1 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Manchester City đã phải nhận thất bại đầu tiên trước mùa giải khi để thua 1-2 trước đội bóng La Liga là Atletico Madrid. Manchester City có thành tích đối đầu ấn tượng trước Arsenal và đã 3 lần đánh bại đội bóng của Mikel Arteta trong năm nay, 2 lần ở Premier League và 1 lần ở FA Cup. Dưới thời Pep Guardiola, Manchester City đã thắng 16 trong số 19 lần gặp Arsenal, bao gồm cả 7 trận gần nhất với tổng tỷ số 21-4. Nhận định của thể thao 5.1, lựa chọn tài 2.75 cả trận. Đây sẽ là trận đấu cống hiến và có nhiều bàn thắng. Chúc các anh em may mắn!